Sau anh Nhật Đầu Điện chào các bác, em lại giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông nhé. Ở cái thời điểm này lọc khí Daikin đồng hồ vuông thì nó với doanh số là vô đối cho các bác ạ. Giá thành hợp lý, công nghệ thì khỏi phải nghĩ luôn, cực hiện đại, màng HEPA kết hợp với hai cột lọc tĩnh điện, với cái giá thành hiện tại là 2,3 triệu, bên em dọn dẹp sạch sẽ, căn chỉnh tất cả mọi thứ ok ngon lành các bác nhé. Giá 2,3 triệu bảo hành 1 năm. Đây, tất cả các hạng mục đều bên em kiểm tra kỹ càng, chạy ok ngon lành hết. Hình thức con này rất là đẹp, con này vỏ nguyên bản nhé, đẹp sáng. Bọn này thì các bác dùng được cho phòng khoảng 50-55 m² đổ lại, cho nên là mình phù hợp dùng cho cả phòng khách lẫn phòng ngủ đều ok hết. Lọc phòng ngủ thì càng nhanh ạ. Bọn này nếu mà nói về thời điểm này 2,3 triệu thì thật sự so với mức tiền thì chưa có cái model nào có thể vượt qua nó được đâu. Đấy ạ, các bác nhé. Tất cả mọi chức năng thì bên em đều kiểm tra ok ngon lành hết rồi. Tắt bật đèn này các bác này, hiện giờ này, eco này, lọc khí lọc khử mùi nhanh này, bù ẩm này, chế độ lọc khí này, tắt bật ion này, thanh timer này, đèn báo phần trăm độ ẩm này. Con này em để mã số 21 coi nhá. Nội thất con này rất là sạch đẹp luôn các bạn. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên còn rất mới nhá, mới luôn, thanh timer này, màng HEPA thanh mới. Các bác nào mà chưa biết thì em nói qua một chút là, tức là bình thường đối với các cái model khác ấy, hoặc là bây giờ thì nó bỏ hết cái cột lọc tĩnh điện này rồi. Đấy. Vì nó sản xuất ra thì cái kinh phí chi phí nó đắt đỏ các bạn, cho nên là họ bỏ nhá. Đấy. Thì là bây giờ những cái model mà nó còn giữ được những cái cột lọc này là, thì nó lại rất là có giá trị. Rất là hút người dùng luôn. Ngoài cái màng HEPA ra thì bụi còn phải đi qua hai cột lọc này thì mới vào đây các bạn, cho nên là đối với cái dòng model đồng hồ vuông này mà có hai cột lọc tĩnh điện này, bây giờ bên em bán rất là chạy, giá thành hợp lý mà 2,3 triệu thôi các bạn, bảo hành 1 năm. Đấy, cực ngon lành luôn. Bên này mình nước buồm con này thẳng tinh thành tình luôn nhá, màng cao bẩm này. Đấy, những ngày hanh khô với các thứ rất là xốp nhá, những ngày hanh khô là các bác cho nước vào bình này, các bác bù ẩm lên, hoặc là mình dùng điều hòa mình bù để tăng cái độ ẩm lên. Chiếc này là sản xuất 2014 này, tương đương với ở cái dòng vầng trăng đấy, 75W, series máy là 3610. Dùng cho phòng khoảng 50-55 m² đổ lại, tuyệt luôn. 2,3 triệu các bác nha, các bác nào có nhu cầu một chiếc máy lọc khí VIP đẹp, giá thành hợp lý, các bác alo. Chào các bác nhé.